Xin mời các bạn với cả các anh chị em, hôm nay chúng ta về xã Liên Phương, đội giao lưu bóng chuyền hơi xã Liên Phương. Xin mời chị giới thiệu về mình. Vâng, xin chào tất cả mọi người, tôi là Hoàng Thị Ca, đội trưởng đội bóng chuyền hơi nữ của thôn Đông Triểu. Hôm nay xã ta tổ chức giao lưu hả chị? Vâng, hôm nay xã Liên Phương có tổ chức giao lưu các câu lạc bộ bóng chuyền hơi của các thôn. Hôm nay có những thôn nào? Có thôn Đông Triểu, thôn An Triểu 1 và An Triểu 2. Những đơn vị đánh thì có cả già cả trẻ như nào chị? Nói chung là liên thế hệ của hội người cao tuổi. Là xã tổ chức giao lưu như này là để cho tất cả các vận động viên thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe để chống Covid. Chúng tôi rất vui và rất phấn khởi là được giao lưu cùng nhau. Xin trân trọng cảm ơn chị nhé. Cảm ơn anh. Vâng, xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đang xem đội bóng chuyền hơi xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên hôm nay giao lưu với cả các câu lạc bộ trong xã nhé. Thank you.
phát YouTube không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chết rồi. Đội bóng chuyền Đơn Phương thi đấu với cả đội bóng chuyền đội 3 Đơn Phương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Đánh bóng không quên. Bóng thì sao thì sẽ đứng phương là được. Không có điểm Bye.
đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quanh mỗi thời gian đầu. Làm gì có thời gian, xong rồi về. Hôm nay chúng nó trẻ nó về như người ta đi. Ôi chế cả. Mấy xe rồi? Có 4 lượt đi. Hả? Mấy xe rồi? Vào trận thứ ba là An Trường 1 gặp Vân Phương, xin kính mời. Không báo lĩnh nghiêm bắt bị phòng.
sau. Đối tượng tiêm, công dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vaccine, áp dụng cho tất cả các loại vaccine đủ thời gian từ 18 tuổi và các công dân tiêm tiêm mũi 1, mũi 2. Thời gian tiêm, ngày mai 28 tháng 3 năm 2022, từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Địa điểm tiêm, ngày trạm y tế xã Liên Cư. Mang theo căn cước công dân và giấy xác nhận tiêm mũi 1, mũi 2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Liên Cư trân trọng thông báo. Thông báo về việc tuyển sinh trong năm 2022. Học viện khoa học quân sự, quân nhân tại ngũ ngày cấp ngũ tuổi từ 18 đến 27 tuổi, trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc đại học bất kỳ ngày năm học 2022. Thời gian đăng ký tuyển sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 18 tháng 4 năm 2022. Sơ tuyển sức khỏe từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2022. Đội bóng chuyền hơi đội 11 xã Liên Phương. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển sinh đại học cao đẳng quân sự gồm các trường đào tạo trình độ đại học của các trường
Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Biên phòng, Học viện Phòng không Không quân, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Học thuật, Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Quân đội, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Công lý, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Không quân, Trường Sĩ quan Quân sự quan, Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Phòng hóa, Đào tạo Trường Sĩ cao đẳng Quân sự, Trường Sĩ quan Quân quân. Đối tượng độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi, độ tuổi từ 17 đến 21 tuổi, quân nhân tài ngũ hay xuất ngũ, tuổi từ 18 đến 23 tuổi, trình độ cao học tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp từ trường trung học hoặc đang học lớp 12 năm học 2022. 3. Thời gian đăng ký tuyển sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 18 tháng 4 năm 2022. Cơ điểm sức khỏe từ 8 giờ đến 11 giờ. Ngày 19 tháng 4 năm 2022. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con bút bút lên áo nhảy bé lên xem giảm sau bao nhiêu cân giảm bao nhiêu cân rồi. Tìm chưa cả đi. Chúng tôi đấy rồi.
cháu đi ra.
Yeah.
Ông ngồi sang bên này nữa.
Đúng rồi. Nhìn hay nhỉ? Như cái là nhìn hay nhỉ? Tao thử nhớ mày ra. Không biết được. Đéo có ai xin. Hai người xem họ Lê Hữu đã được xem. Thank you.